thi thể lính Sờ Pa Tan ngã xuống. Thi thể lính Sờ Pa Tan ngã xuống. Một mạng lại bị rút rút ngắn lại. Cái chết của họ không nên quá bất ngờ như vậy. Người lính này chết rồi. Chúa tể, tôi biết là ngài không thể bị giết mà. Tôi không bao giờ mất niềm tin vào việc đó. Hãy trở về Sờ Pa Tan và chuẩn bị cho trận chiến. Nhưng những người anh em của ta đã chết rồi cơ mà. Anh vẫn còn cầm được gươm chứ? Lính Sờ Pa Tan thì không bao giờ được đầu hàng. Hãy làm theo lệnh của vị thần ngươi tôn thờ đi. Và còn ngài thì làm gì thưa chúa tể? Tôi phải đuổi theo giúp. Có vẻ tôi vẫn còn có đồng minh ở trên đỉnh Olympus. Người lính này chết rồi. Người lính này chết rồi. Quay trở lại đỉnh Olympus nào con quái vật. Tao phải đối mặt với Dúc. Mày đang chống đối thần chiến tranh đấy à? Anh không còn là thần nữa rồi cờ ra khớp. Dúc, đỉnh Olympus và thanh gươm đó, tất cả chúng đã giữ tất cả sức mạnh của anh mãi mãi và xa khỏi tầm với của anh rồi. Hy vọng duy nhất của anh là tìm ra chị em nhà khớp và du hành trở lại thời gian mà Dúc phản bội anh. Chỉ khi đó ông ta mới thực sự dễ bị gây đam. Giờ ra tốt, để thành công anh sẽ cần nhiều hơn sự giúp đỡ mà tôi có thể đưa cho anh. Người anh trai thai thần của tôi đang yên giấc trong ngọn núi giam giữ anh ta. Hãy đi tới đó. Đến lúc anh ta phải thức tỉnh rồi.
mà dám bước vào nơi này thế hả? Anh không có đủ sức mạnh để nâng ngón tay của thai thần vĩ đại đâu. Anh phải giải thoát cho Bê Gia Cật, Cờ Ra Tốt. Đó là con đường thông quan duy nhất để tới nơi ở của chị em Tết.
Thần chiến tranh, anh còn sống sao? Tôi không còn sánh bước bên những vị thần nữa rồi. Ai đã để ông chịu sự trừng phạt này thế? Zeus, tội ác duy nhất của tôi là giúp đỡ loài người. Khi mà tôi lấy đi ngọn lửa của đỉnh Olympus cho con người, Zeus xem đó là một sự phản bội, một hình phạt. Hắn đã biến tôi trở thành con người và kết án tôi bằng một hình phạt man rợ, bị ăn thịt mỗi ngày bởi con chim bị nguyền rủa kia. Và sau đó, khi mà màn đêm buông xuống, tôi sẽ được hồi phục. Tôi đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu? Tôi đã chịu đau khổ bởi lời nguyền này. Tôi thực sự không còn biết nữa. Làm ơn, bóng ma của Sở Pha Tai, hãy thả tôi ra khỏi sự tra tấn này đi. Anh, anh phải thiêu tôi trên ngọn lửa của đỉnh Olympus. Đó là cách duy nhất. Giết tôi đi, cờ ra tốt. Giết tôi đi. Anh phải thiêu tôi trên ngọn lửa của đỉnh Olympus. Đó là cách duy nhất. Giết tôi đi, cờ ra tốt. Giết tôi đi. Thank you.
biến đi. Kẻ phục tùng cho giúp. Biến khỏi mắt của tao đi. Những kẻ tới từ đỉnh Olympus. Sẽ không giúp người đâu. Ngươi sẽ trả giá về điều đó. Trở ra tốt.
ngươi sẽ phải trả giá. Ngươi đã vừa giải thoát cho Prometheus khỏi sự tra tấn từ những vị thần. Máu thịt của anh ta đã bị thiêu rụi ở trong ngọn lửa của đỉnh Olympus, và nó hóa thân thành sức mạnh của những thai thần. Cho bụi của anh ta sẽ cho anh sức mạnh tuyệt vời đấy, Kratos. Mang chúng theo bên mình đi, và dùng sức mạnh đó để hạ bệ kẻ thù của mình. Hãy để cơn thịnh nộ của thai thần trải lên thanh đao của ngươi, Kratos.
Cờ ra tốt đang nhìn hòn đảo của tạo hóa, ngôi nhà của chị em nhà phết. Ở đây, con đường định mệnh thật sự của anh sẽ được bắt đầu. Một hòn đảo đầy những nguy hiểm. Nó được tạo nên để ngăn ngừa tất cả mọi thứ có thể với tới ba chị em nhà phết. Sức mạnh của chị em họ cho phép anh trở về cái khoảnh khắc mà giúp phản bội anh và giết anh cờ ra tốt. Bởi vì thay đổi định mệnh của anh và định mệnh của những người khác cũng vậy.
để cơn thịnh nộ của thai thần trải lên thanh đao của ngươi cờ ra tốt. Anh phải tìm được đường để qua hòn đảo đó, cờ ra tốt. Bởi ở đó có đặt con đường của anh tới chỗ chị em nhà Phép. Tại sao bà lại giúp đỡ tôi gai á? Giúp phải bị chặn lại, cờ ra tốt. Câu chuyện về sự trả thù của ông ta đã được kể lại rằng anh có biết vị thai thần hùng mạnh
Cronos không? Cronos sợ hãi trước lời tiên tri đã được dự báo rằng con của chính ông ta sẽ lớn lên và chống lại anh ta, và ông ta quyết định giam giữ tất cả chúng vào trong bụng của hắn. Rhea chỉ biết đứng đó và nhìn con của bà ta bị nuốt vào từng đứa một. Nhưng khi mà đến lúc đứa bé cuối cùng của bà ta được sinh ra và chờ để bị ăn thịt, bà ta không can tâm mất thêm một đứa nào nữa. Và bà đã nghĩ ra một âm mưu để cứu đứa bé mang tên Zeus. Rhea đã gọi một con đại bàng bí mật mang con của bà đi nơi khác. Thằng bé được mang tới một hòn đảo xa nơi mà Cronos có thể tìm thấy. Chính là tôi đã là người quan tâm chăm sóc tới thằng bé. Chính là tôi người đã giữ cho thằng bé được an toàn. Tôi nuôi dưỡng mong muốn của anh ta về việc giải thoát anh và chị từ Cronos. Vì hành động ngu ngốc của tôi chính là thương hại, để rồi nó ám ảnh những thai thần mãi mãi. Về việc tha thứ cho Zeus, chúng tôi đã cho hắn ta trở về với chúng tôi cùng một trái tim luôn luôn nấu sự báo thù. Hắn đã phản bội tất cả những thai thần chỉ vì một tội lỗi. Tội lỗi từ cha của anh ta, Cronos.